Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Thường Thật Thà. Trong cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ được giới thiệu đến các bạn một cái app mới để chúng ta có thể đào những đồng tiền kỹ thuật số. Đó chính là cái phần mềm đào Omega Network. Thì nó cũng giống như là các cái phần mềm ví dụ như là các bạn đang đào Pi Network này, hoặc là đồng Bondex Origin, hoặc là một số cái đồng mà cộng đồng mạng cũng đã có lấy được tiền về, ví dụ như là đồng Remitano thì mọi người đào và cũng đã về ví rồi và cũng đã lấy được tiền từ tiền kỹ thuật số ra tiền fiat. Và với cái đồng ôm này thì chúng ta sẽ thao tác như sau nhé. Nếu như mà điện thoại của chúng ta là Apple thì chúng ta vào App Store, còn nếu như mà đối với các cái dòng máy chạy iOS thì chúng ta vào Set Play. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái cụm từ đó là Omega Network. Được chưa? Đó, vào đây chúng ta sẽ nhận để nó tải thì cái phần mềm này về máy. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập và chúng ta đào hàng ngày. Rồi, bây giờ mở này. Giao diện cũng khá là đẹp đúng không ạ? Next, done. Ok, và từ đây chúng ta sẽ chọn sang tiếng Việt nhé, để chúng ta nhìn cho dễ. Rồi, và đây chúng ta sẽ đăng nhập vào theo Google. Tiếp tục. Rồi, và đây chúng ta sẽ đăng nhập theo cái địa chỉ mail của chúng ta. Tiếp theo. Và đây chúng ta sẽ đăng nhập này, được chưa? Chúng ta sẽ phải ghi tên của chúng ta đúng theo theo tên ở trên giấy tờ nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ đăng ký đúng tên theo giấy tờ của chúng ta để sau này chúng ta còn KYC nữa các bạn nhé. Còn cái bên dưới đây sẽ là cái mã mời mà để chúng ta mời các bạn khác cùng đào. Đó, ví dụ như các bạn có khai thác thì các bạn sau này các bạn sẽ nhập cái tên người dùng này của mình để các bạn tham gia đào cùng với mình. Đây là cái tên này của mình để mình giới thiệu. Còn đây là mật khẩu thì gồm có ký tự, chữ hoa, chữ thường và số. Sau đó chúng ta ấn xác nhận. Được chưa? Đây. Khi các bạn đào từ cái các bạn làm từ cái bước này thì các bạn sẽ gõ cụm từ là Thường Thật Thà vào đây. Các bạn sẽ được ngay 20 cái đồng ôm vào trong tài khoản của các bạn đấy các bạn nhé. Còn sau khi mà chúng ta ghi tên người giới thiệu vào đây thì chúng ta sẽ sang bước là tiếp tục đúng không ạ? Rồi, vậy sau chúng ta sẽ cho phép. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào để chúng ta bắt đầu, được chưa? Đó, các bạn đã có ngay 20 ôm ở trong app của các bạn. Và các bạn nhớ là cứ sau 24 giờ nhé, thì các bạn sẽ vào một lần nhé. Đây, hiện tại các bạn nhìn này, đây là 23 giờ 59 phút. Đó, cứ đúng 10 giờ 20 của ngày hôm sau, hoặc là đúng theo 24 giờ này các bạn sẽ vào một lần kích, sau đó thì các bạn có thể là tắt và các bạn không cần quan tâm đến nó nữa đúng không? Và chúng ta sẽ vào đây chúng ta xem hồ sơ này. Đó, tên đúng tên của mình rồi đúng không? Như vậy là được. Về trang chủ và chúng ta có thể tắt app đúng không? Và chúng ta không cần phải quan tâm đến nó nữa, nhưng mà
cái phần mềm này nó sẽ vẫn cứ chạy về máy giống như chúng ta đào cái đồng tiền kỹ thuật số P-Network. Rồi ok, như vậy cái video mà hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái smartphone để chúng ta có thể kiếm những đồng tiền kỹ thuật số theo cái dạng là đào qua điện thoại bây giờ rất là phổ biến. Thì, các bạn hãy khai thác cùng với mình nhé. Rồi ok, có những chỗ nào mà không hiểu thì các bạn cứ gọi cho mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau.